Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Minh Kha đây. Hôm nay thì mình đang trên tay một chiếc điện thoại đến từ Google, đó chính là Google Pixel Backler. Và trước khi đi vào chi tiết video review Android 11 chính thức thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Thì các bạn có thể tham khảo mức giá hiện tại của chiếc Google Pixel Backler này tại Clickbuy nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật chính nè. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại thuần Google, chắc chắn rồi. Và ở đây thì nó đã được cập nhật lên Android 11 mới nhất. Đây là phiên bản Android chính thức được cập nhật qua OTA các bạn nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem phiên bản Android 11 này. Đó, Android 11 là nó sẽ có một cái logo như thế này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại một cái tính năng đầu tiên, đó chính là thông báo cuộc trò chuyện. Tức là đối với lại trên Android 10 ấy, về cái phần giao diện thông báo nó cực kỳ là lộn xộn và thiếu đi cái sự gọi là logic trong cái vấn đề mà sắp xếp các thông báo sao cho nó hợp lý nhất, để cho người dùng có thể thấy được rằng là à, mục này là mục gì, mục kia là mục gì, đây là cái dạng thông báo nào. Thì trên Android 11 nó đã sắp xếp lại chúng ta là 3 dạng, chia ra rất là kiểu rõ ràng như thế. Đầu tiên đó chính là cái dạng thông báo cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện ở đây thì nó sẽ được xếp theo dạng đó chính là ưu tiên lên hàng đầu. Đây là một cái phần mà các bạn sẽ thấy rằng là Android họ rất là để tâm đến người dùng khi mà họ đã sắp xếp như thế. Và với những cái ứng dụng nào mà đảm nhiệm cái vai trò là nhắn tin này, liên lạc này, contact ấy, thì nó sẽ có cho chúng ta là được xếp vào trong cái mục cuộc trò chuyện như thế này. Còn đối với lại những cái thông báo bên dưới đây ấy, cái phần cái mục thông báo này thì nó chỉ đơn giản là một cái thông báo bình thường có tiếng động thế thôi. Còn cuối cùng thì cái thông báo im lặng đây nó sẽ là thuộc cái dạng đó chính là không quan trọng. Đó, cái mức độ ưu tiên sẽ ở mức thấp nhất. Và đây là một cái tính năng chỉ là thông báo để cho người dùng biết rằng là à, nó đã hoàn thành xong rồi hoặc là nó như thế nào đó. Nó không thật sự quan trọng đến quá trình mà chúng ta sử dụng. Cái tính năng tiếp theo đó chính là cái tính năng lịch sử thông báo. Ở đây thì thường ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là đôi khi chúng ta sẽ vô tình vuốt nhầm xóa những cái thông báo như thế này. Đây, đó, xóa những cái thông báo như thế này thì nó lập tức biến mất và chúng ta cũng quên đi luôn là à, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái thông báo gì và nó có liên quan, nó ảnh hưởng đến cái công việc của chúng ta hay không. Đó, thông báo nào là thông báo quan trọng, thông báo nào là thông báo không quan trọng. Đó, và trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ kiểu là vuốt tay theo quán tính như thế này thì nó sẽ xóa luôn cả những cái thông báo quan trọng. Thì làm sao để chúng ta có thể xem lại những cái thông báo đó? Bằng cách đó chính là các bạn sẽ vào mục cài đặt và lựa chọn đến tìm đến cái phần cái mục đó chính là ứng dụng và thông báo các bạn nhé. Đó, ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục bấm vào theo cái mục thông báo nữa này. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện thêm là cái mục lịch sử thông báo. Và bên trong này thì nó sẽ có chúng ta là những cái thông báo mà chúng ta đã xóa đi. Đó, và những cái thông báo mà chúng ta đã xóa đi như thế này nó sẽ duy trì trong vòng là 12 giờ đồng hồ các bạn nhé. Đó, cho các bạn có thể là xem lục lọi lại những cái thông báo quan trọng mà chúng ta đã bỏ lỡ. Tiếp đến là cái phần chat bong bóng. Thì cái chat bong bóng này nó cũng sẽ giống tương tự như là trên cái phần kiểu như là Messenger vậy các bạn ạ. Cái bong bóng nó hiện ra và đây là một cái điểm đặc trưng của những chiếc điện thoại Android so với lại iOS. iOS thì nó chỉ là hiển thị gọi là một cái thanh thật lớn ở đây, chứ nó sẽ không hiển thị đè trên những ứng dụng khác và theo cái dạng kiểu bong bóng như thế này. Thì trên phiên bản Android 11 này nó sẽ không chỉ áp dụng riêng cho Messenger mà nó sẽ áp dụng lên tất cả những ứng dụng nhắn tin. Đây là một điều các bạn cần phải lưu ý các bạn nhé. Nó sẽ nói chung là về cơ bản cái cơ chế hoạt động nó sẽ giống tương tự như là Messenger, nhưng mà đối với lại Android 11 thì nó sẽ áp dụng trên hầu hết tất cả những cái ứng dụng nào là có cái tác vụ là tin nhắn. Đó, cơ bản là như thế. Nhưng mà ở đây thì mình nói chung là lôi hay cả một buổi như thế mà vẫn không thể nào bật được cái bong bóng chat, mặc dù là ở trong này mình đã bật rồi này. Đây, bong bóng chat này. Vào từng ứng dụng mà bật rồi nhưng mà nó vẫn không hiện các bạn ạ. Đây là một điều mình thấy hơi tiếc. Mình không biết rằng là có thể là nó bị lỗi hay nó gặp cái vấn đề gì đó hay không. Nhưng mà xem một số video review trên mạng cũng như là những cái trang họ viết về những cái tính năng mới trên Android 11 ấy, thì nó xuất hiện rất là bình thường. Mình thì mình đã cố gắng bật rồi. Đó, đây là cái tính năng mà mình phải tìm rất lâu nhưng mà vẫn chưa được này. Không biết là nó có bị lỗi gì hay không trên cái phiên bản Android 11 chính thức như thế này. Tiếp đến sẽ là một cái tính năng mới có trên Android 11 thôi, chứ còn về cơ bản thì cái tính năng này nó đã xuyên suốt từ đầu đến cuối đối với lại những cái giao diện người dùng, ví dụ là MIUI hoặc là Realme UI hoặc là nói chung là tất tần tật rất là nhiều các cái giao diện người dùng khác đã có rồi, nhưng mà đối với lại Google thuần thì nó lại không có. Đó chính là cái tính năng ghi màn hình. Và khi các bạn bấm vào thì ở đây các bạn sẽ thấy này, một là nó sẽ cho chúng ta là có thể là tùy chọn về cái phần macro đó, lựa chọn là âm thanh từ thiết bị này hoặc là âm thanh từ thiết bị và cả macro luôn.
Ví dụ như trong quá trình mà chúng ta quay game đi thì chúng ta vừa muốn thu âm thanh game cũng như là vừa muốn thu cái âm thanh chúng ta bình luận vào bên trong đó, thì các bạn có thể bật được cái này bằng cách là chọn cái mục là âm thanh từ thiết bị và micro luôn các bạn nhé. Rồi cái mục thứ hai thì nó sẽ là hiển thị vị trí các thao tác chạm trên màn hình. Thì cái điều này lúc trước thì chúng ta sẽ sử dụng gọi là cái tính năng nhạc phát triển để chúng ta có thể bật được cái con trỏ này, nhưng mà đối với lại trên Android 11 này thì khi mà các bạn bật cái tính năng quay màn hình lại nó sẽ xuất hiện luôn đó. Đây, khi mà nó sẽ đếm 3 giây mà nó quay như thế này thì khi mà chúng ta rê này nó sẽ xuất hiện con trỏ như thế. Cơ bản là như thế thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Một cái tính năng nữa mà mình sẽ cho các bạn thấy đó chính là cái tính năng điều khiển phương tiện. Điều khiển phương tiện là gì? Tức là nó điều khiển những cái trình nhạc media đồ đó các bạn à. Đó, khi mà mình mở một cái trình giao diện phát nhạc như thế này thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta là một cái phần thông báo media trên đây. Mình thấy rằng là cái giao diện này được Google họ làm lại rất là trực quan luôn trên Android 11. Thường thì đối với lại những phiên bản trước ấy, nó sẽ tự hiển thị những cái gọi là cái phần giao diện của cái app mặc định đó, chứ không phải là đã được Google tối ưu như thế này. Thì mình thấy rằng là nó cực kỳ lộn xộn và nó rất là thiếu vài một số cái tính năng quan trọng. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta có thể là tùy chỉnh được, thay đổi được cái thiết bị đầu ra đây. Về phần loa điện thoại đi. Đó, thì ở đây nếu như các bạn kết nối một cái loa Bluetooth khác thì các bạn vẫn có thể lựa chọn, hoặc là một tai nghe Bluetooth thì các bạn có thể lựa chọn. Tính năng này thì nó cũng đã có từ rất lâu trên iOS rồi, mà trên Google bây giờ thì họ mới cập nhật cho Android 11. Cái tính năng tiếp theo mà mình muốn show cho bạn thấy đó chính là một cái tính năng về ứng dụng đề xuất. Ứng dụng đề xuất ở đây có nghĩa là gì? Đó, ở đây thì mình muốn show cho bạn xem rằng là với những cái ứng dụng mà nó có một cái viền blur, nói chung là một cái viền màu mờ, đó, cái viền nó bao quanh như thế này, là đây là những cái ứng dụng được đề xuất. Và thường thì khi mà các bạn mở một cái ứng dụng khác lên, đó, nó sẽ thay thế vào. Đây, nó sẽ thay thế cho chúng ta này. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục mở một ứng dụng khác cho bạn xem. Ví dụ như là YouTube đi. Đó. Thì lập tức nó sẽ đề xuất ở đây. Đó, và nếu như mà các bạn muốn cho nó không bị thay đổi, đó, tức là nó sẽ không bị thay thế bởi những cái ứng dụng mà chúng ta mới sử dụng gần đây, thì các bạn chỉ cần ấn giữ vào và bấm ghim. Đó, nó có một cái ghim này. Ghim vào thì lập tức nó sẽ trở thành một cái ứng dụng cố định trên cái phần ứng dụng đề xuất như thế này. Nó sẽ giống tương tự như là hàng trên. Hàng trên là nó là những cái vị trí cố định rồi các bạn nhé. Và khi chúng ta cũng ghim như thế thì nó trở thành một cái vị trí ứng dụng. Đó. Và muốn cho nó mất đi thì một là các bạn sẽ xóa, hai là các bạn sẽ kéo nó ra khỏi cái vị trí như thế này. Đó. Rồi, cơ bản là như thế thôi. Một cái tính năng khác nữa mà mình muốn show cho bạn xem đó chính là cái tính năng về việc chúng ta có thể điều khiển được những cái thiết bị thông minh. Và ở đây các bạn có thể thấy này, về cái phần giao diện mà khi mà khởi động lại nó cũng đã thay đổi rồi này. Đó, lúc trước thì nó sẽ hiển thị bằng một cái mục xung quanh ở đây, đó, bằng bên cạnh phải. Đó, còn bây giờ thì nó sẽ xuất hiện là ở cạnh trên màn hình như thế này và rất là to, cực kỳ là trực quan luôn. Bên dưới sẽ là phần điều khiển thiết bị. Ở đây thì trong phòng của mình không có một thiết bị nào kết nối wifi, một không có một thiết bị nào thông minh cả, cho nên là Google Home nó không thể nào kết nối được. Nhưng mà nếu như các bạn đang sống trong một cái môi trường mà kiểu những với những ngôi nhà thông minh ấy thì có thể sử dụng cái tính năng này. Đó, các bạn chỉ cần là kết nối wifi với những cái thiết bị đó và điều khiển, có thể điều khiển thông qua những chiếc điện thoại như thế này, thật sự rất là tiện lợi luôn. Tiếp tục là một tính năng nữa mà mình thấy rằng là nó khá là kiểu củ chuối, tại vì đến bây giờ mà Google họ mới cập nhật cho phiên bản Android 11 này, đó chính là cái tính năng mà hẹn lịch giờ cho giao diện tối. Đây là một điều mà mình thấy rằng là rất là khó hiểu luôn, không hiểu tại sao bây giờ nó mới có trên này. Đó, thì với một cái phần mà hẹn lịch như thế này thì chúng ta có thể là bật vào thời gian tùy chỉnh, thì chúng ta có thể set up ví dụ như là 6 giờ tối thì nó sẽ tự động chuyển sang cái giao diện dark mode như thế này, hoặc các bạn có thể tùy chỉnh là từ lúc mặt trời lạnh đến lúc mặt trời mọc. Ở đây thì cái tính năng này nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Google, khi mà đó Google họ check, họ xem vệ tinh như thế nào đó, họ thấy rằng là đến giờ mặt trời lặn rồi thì cái chiếc điện thoại này nó lập tức nó sẽ là chuyển sang cái giao diện tối, chứ nó không phải là cố định là cứ 6 giờ là nó chuyển sang đâu các bạn nhé. Một cái tính năng cuối cùng mà muốn cho các bạn thấy nữa đó chính là cái tính năng Android Auto giờ đây. Đó, khi mà Google cập nhật lên phiên bản Android 11 này thì chúng ta sẽ không cần đến dây nhợ nữa để có thể kết nối với lại ô tô của chúng ta, mà chúng ta sẽ kết nối trực tiếp không dây qua cái chiếc điện thoại này để có thể là điều khiển một cách nó rất bình thường. Từ trước thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng ô tô ấy mà phải có dây nhựa lòng thòng rồi để kết nối Android Auto trên một cái thiết bị Android như thế này thì mình thấy rằng là nó thật sự là khá là lằng nhằng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì Google họ đã cập nhật lên thành cái tính năng không dây rồi. Đây là một điều mình thấy nó rất là tiện lợi và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những bác tài hoặc là những bạn nào mà đang có sở hữu cho mình một chiếc ô tô ấy thì cực kỳ là tiện luôn.
Và đó là những tính năng mà mình thấy rằng là nó khá là hữu dụng trên cái phiên bản Android 11 này. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng ẩn, ví dụ như là tối ưu về thời gian sử dụng pin hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà cơ bản thì mình thấy rằng là những cái tính năng ẩn này thường thì rất là khó để có thể thấy rõ được. Thật sự là như thế, nhiều phiên bản cập nhật bảo rằng là tối ưu về pin rồi là hiệu năng này kia, nhưng mà gần như mình thấy là nó vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái dung lượng pin có sẵn trên chiếc điện thoại đó, đi kèm với đó là về phần cấu hình.